Xin giới thiệu với các bạn hai cái loại cầu trước hàng thẳng, một loại có phanh dầu và một loại không có phanh. Tải trọng tối đa là 2 tấn rưỡi, có 4 ốc, tim ốc là đo cạnh nhau là 7, đo chéo là 11, đo chéo là 10. Đó. Phanh dầu thằng này nó rất là phanh, rất là lớn luôn các bạn nhé. Đấy, củ phanh rất là lớn này. Đây, củ phanh rất là to. Đấy, củ phanh là chiều ngang củ phanh là 11 cm. Đĩa phanh là 180. Đĩa phanh là dạng thép trắng. Cầu này thì nó có hai loại trên thị trường hiện bán, thì các bạn lưu ý thì có một loại rẻ là nó sử dụng cái bi 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 bình thường, cho nên là cái tải trọng nó không cao nhưng giá thành nó thấp đi, cho nên khi anh em mua hàng là không để ý cái vấn đề đó, cho nên là cứ hay so sánh giá. Thì đây là cái cầu này nó sử dụng cái bi, đây cho các bạn nào chưa biết luôn, đây là cái dòng bi côn của nó này, bi côn đây đấy, từ cái viên bi nó dài cho nên cái lực chịu tải của nó tốt hơn rất nhiều so với viên bi tròn. Bi tròn thì cái diện tích tiếp xúc là nó chỉ như các bạn biết rồi đấy, hình tròn thì tiếp xúc chỉ có một điểm thôi, còn hình trụ thì tiếp xúc trên một đường thẳng, nên bao giờ nó cũng đây cầu nó sử dụng bi côn nhé. Đấy, mình mở hẳn ra cho các bạn xem, có lắp bảo vệ đây. Cái dòng cầu kia thì các bạn dễ dàng để ý thế ngay thôi, nó không có cái lắp bảo vệ này và nó sử dụng bi thường thôi, nó cũng không có cái phớt như này luôn. Đây con này là nó có cả phớt chắn bụi đấy, phớt nó đóng vào đây. Đây trên cái dòng cầu đĩa này cũng thấy nó đều đóng phớt hết các bạn nhé. Đấy. Đấy, dễ nhìn nhất này, nó đóng phớt đây này. Thì giá thành nó sẽ khác nhau và chất lượng thì tất nhiên nó cũng sẽ khác nhau, thì bên mình chuyên bán hàng chất lượng, cho nên các bạn mua hàng thì cứ yên tâm mua hàng, bởi vì cái món này thì bên mình kinh doanh lâu rồi, sản phẩm chất lượng như thế nào mình nắm rõ hết. Đấy, cầu thẳng thì dễ thôi, các bạn về mua cái ống sắt 60, các bạn hàng ở đây người ta đã tiện vét cho mình rồi, mình chỉ cần cắt cái ống nó không bị nghiêng bị vẹo, là các bạn áp vào cái ống này các bạn cắt là nó sẽ hàn với cái này, nó sẽ chuẩn luôn. Thêm một lưu ý nữa cho các bạn lắp cầu trước ấy, thì cái con ốc này nó phải ở phía bên trên, vì trong này nó có một cái ổ bi đỡ. Đấy. Thì các bạn tháo ra thì các bạn biết cái này mình đã có một cái video mổ cái bộ sọ này trong này ra cho các bạn xem rồi. Các bạn mua hàng thì cứ liên hệ số điện thoại 0983818955, số điện thoại đang có trên màn hình, và các bạn nhớ đăng ký kênh để xem những cái video mới khi mình đăng lên.